bóng đá ghê. Mất nước không? Mất nước không? Bông bành bành không á? 5 tháng tuổi, 6 tháng tuổi. 6 tháng. Bành bành không? Bông bành bành không? Có người dùng phân heo, phân dê, đâu nó đâu có bằng phân này. Phân heo theo mình biết là nếu mà biết xử lý mình trồng mới được không? Ừ, với lại nói chung là tùy theo cây. Từ xưa đến giờ là người ta trồng cây lý này, người ta trồng phân bò không à. Nếu như người ta trồng heo được là người ta lấy phân heo ta trồng ở đâu có lấy phân bò làm gì. Mình ngồi xa xa mình nhìn cái là bông thòng thòng. Bông không, thòng thòng không. Điều lắm, ông dữ dằn lắm. Chỗ này bị bọ tỉ cắn nhưng mà nó đỡ. Ừ. Bọ tỉ cắn nhưng mà bông vẫn đẹp đó chứ. Đâu gì đâu. Rồi bọ tỉ cắn bông vậy đó. Bình thường. Trồng dây thành công rồi đó. Dây thành công. Mừng. Vườn nào thành công là mình mừng. Một số vườn cũng thất bại nhiều lắm. Nói chung là do thời nữa. Rồi do mình chăm sóc. Còn thôi. Theo quan điểm của em làm tới giờ nha. Ừ. Giống như anh có đang quay không? Có. Là em cũng khuyên luôn vậy nè, ví dụ như một khi mà hai muốn làm á. Ừ. Cứ mạnh dạn đầu tư làm. Đừng có sợ, tại vì mình nếu mà mình muốn làm mà mình cứ sợ sợ hoài là suốt cuộc đời là không, mình không làm gì. Làm cứ, sợ cứ đúng rồi, cứ làm. Tự động mình làm đi, nhưng mà mình phải có đam mê rồi có chuyện này nọ rồi mình tìm tòi mình nấy, khi mà từ từ nó sẽ dẫn mình đi từ từ là được. Giả sử bây giờ anh đi học nghề đi. Anh học nghề thấy người ta học sửa xe ngon quá, ngày kiếm mấy triệu bạc, cái đầu đi học nghề thấy nản quá bỏ nghề, kiểu như mình mất cái tiền học phí rồi đó. À, đúng rồi, đúng. Mất tiền học phí rồi đó. Nó phải cố gắng. Ừ. Phải cố gắng mình học mình đam mê. Ừ. Có gan làm giàu á, nhưng mà có gan. Ở đây là mình phải biết suy nghĩ rồi mình phải cùng với nó mình này nọ làm á. À. Phải nói mình có gan là cứ làm thì ưu đãi người ta không thích đó nên là không thấy. Cái đó có nhiều người ta cũng làm. Đó. Có nhiều người ta trồng 50 cây trồng thử mà ngộ lắm, trồng 50 cây ông trời ông cho ghê lắm. Ừ. Mà khi mà thấy ngon, thấy chắc ăn rồi đó, ta thành công rồi. 50 cây ta thành công rồi, tới dừng vô trồng 1000 cây rồi xong bứt. Ngủm cái tổ liền. Ngủm liền. Mấy cây sầu riêng. Quá trời, quá đất. Quá trời quá đất. Quá mực bông. Bông gì hái có bông là có tiền ha. Bông là có tiền. 4 ngày luôn á, ngày 4 ngày em cứ sạch đi. Ừ. Ngày hôm qua tới sạch đi mà. Bữa qua anh thấy em hỏi anh bán 60 bao nhiêu? À, ngày hôm qua hả? À. Bán được 55 ý 65 luôn. 65. Ừ. Ngày bông nó hút. Bông Sài Gòn thì nó khác, đầu mối thì nó khác. Tùy theo bông. Chợ nhỏ không có so được cái chợ lớn. Tại vì nó chỉ là ăn số nhỏ thôi. Còn cái đó em biết. Số nhỏ thôi. Đi mua quán mà. Có một số anh ấy cần cua ở đây thu 50-70. Nhưng mà thật sự đầu mối nó thu vô có 8.000 ký. Tại số lượng lớn. Ừ. Có một số người điện thoại hỏi bán cây giống, nói bán bông cho mình. Cái nói ở đây đang thu 80.000 bán không được. Thật sự đầu mối đang thu có 60. Tại vì chợ nhỏ nó khác. Tại vì nó mua đó nó bình thường nó là nó bán ra trăm mấy. Thì nó thu vô giá đó cũng đâu sao, nhiều khi đang hút á. Nó chơi mày luôn. Còn nếu như nó không hút đi nó khi nào nó gọi đến mình đâu. Không giờ nó gọi đâu. Giá bán ra của các bạn hàng bán ra. Ừ. Mình so sánh vậy không có được. Mình cái giá ví dụ người ta bán ra 100.000 thì người ta thu vô cái ít hơn 100.000. Chứ không thể nào mà được 100.000. Mà công ty lúc cái thời điểm nhiều ít gỗ ha, không gỗ giỏi không giỏi nữa chứ. Còn mà tính theo như vậy là chết luôn á, không bán không được đâu. Như nấm của em bán thì em nói thiệt này, ví dụ bấm bầu ngư ở ngoài người ta mua người ta nói trồng bán có giá ngon hơn, người ta nói bán gì 60-70.000 những ký đó. À. Em đi em thu em bỏ lại cho ta có 40-35 ngàn cũng có nè. Ừ.
sự thật luôn. Chứ mình mà mình so sánh cái giá người ta bán ra, rồi bắt đầu cái mình trồng bán ra giá tư sao bắt được. Ừ. Chỗ này cũng bị bỏ chỉ luôn. Nguyên cùng. Wow, trời bông. Khủng hoảng. Qua rút tiền rút ai ai mấy cây ATM dưới hết sạch tiền con xui ác. Sạch tiền chuyển kêu anh chuyển chuyển lại cho anh 3 triệu rút tiền ra. Bữa nay mùng 5 là cũng phải rồi anh ơi. Thấy không? Thường mấy ngày này là mấy ngày này công ty phát lương là rút sạch rồi. À, không còn hoạt động. Vô mấy cây ATM công ty đó. Rút 500 ngàn không có luôn. Sạch. Đi hết cái cầu kè luôn. Vậy là tính ra hết đất diện tích mặt sàn của anh trồng luôn á là em là 1,3 phải không? Thật ra là nó mới có được 1,04 mấy, cũng là chưa được 1,1 luôn đó. Chưa được 1,1. À, nhưng mà em tính là em cho nó là 1,1 á, tại vì mấy cái đầu này em chưa có trồng được á mà em tính vậy luôn đó. Ban đầu em tưởng đâu, tại vì đất này của nhóm em nó mua rồi, nó nói 2 công, mà em cứ nghĩ nó là 2 công thì mình chịu bờ ra chắc nó không đến nổi nào, cũng phải 1,5 công cho lên. Nè thì một đường vậy anh mất hết bao nhiêu người ta rồi. Tính ra một đường giữa của cái mương này là em trồng được một bò giống người này nè. Đúng rồi nó. Mà bỏ này rồi, rồi cái bờ bên kia nữa. Thì tính ra bảo hổm giờ nếu mà mình trồng tháng thứ 6 thì mình hái cử, nếu mà chia đều ra thì mình hái được 20 kg cử không? Hai hàng á. Hai hàng hai bên hả? Hai hàng hai bên luôn. Gặp lại hết luôn con cử. Được anh. Có nghĩa là cứ sau 3 ngày mình hái lẫn nha. Ừ. Là mình hai giống hai bên mình gặp lại là được. Gặp lại luôn cử hai. Là từ 20 kg á, từ 20 kg lên. Nó thì một công đất là mình trồng 6 tháng là 20 kg đó. Thấy không? 6 tháng 20 kg. Được. Nó hơn rồi đó. Hơn. Có nghĩa là cũng còn do một phần mình chăm sóc nữa nha. Ừ, chăm sóc nữa. Bờ nhìn đẹp. Nó mấy cây mà chống nghiêng lại hay ghê không? Nó không có sạc. Nó thẳng vô rồi đó. Nó kéo vô rồi đó chứ. Nó kéo vô chứ mà không anh trồng đứng. Nó xiên ra lắm. À, bảo hổm anh mà trồng đứng là chết rồi. Là ngủm rồi. Cái này tầm khoảng chừng cỡ tới tháng 7 tháng 8 này bắt đầu cái em kêu vét mương lần nữa. Tại bữa hổm vét lần nhưng mà nó lún xuống rồi. Để thêm vét một vài lần nữa cho nó ra rồi từ 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 đất nó bồi lên ấy bắt đầu em mới làm tiếp nữa. Lâu mới lục bình thải lên hết. Dạ. Tốt. Nhưng mà chú chính không ai ăn hết trơn. Ờ. Ông thấy đó, ba ông thấy. Để chi ăn. Em trả ông trồng chuối em muốn chặt dục không? Chặt đi chủ yếu để lấy hết tất cả dưỡng chất. Lấy sạch. À, lấy sạch hết. Tại... lấy là kali rồi. Trời ơi, cái chuối nó lợi hại lắm, nó ăn tuyệt luôn đó. Nhưng mà chủ yếu là mình trồng cái thiên lý thôi, mình gấp đắp giáo trong thiên lý. Mà chuối là chuối nào cũng được anh. Chuối nào cũng được. Không thành vấn đề. Là lý nó mê lắm ha. Trời ơi. Nói chung là cây nào cũng mê hết. Cây chuối này bây giờ anh chặt, bắt đầu anh chẻ em đôi ra, anh đắp vòng, anh trồng cây cà xuống đi. Cà tím á. Trời ơi, nó dài sọc. Trái hả? À, dân ở Bình Phước người ta trồng cà tím rồi, ta lấy mấy thân cây chuối này nè. Nó ta đâm băm ra ta trồng vô tổng. Trời ơi. Tốt lắm. Bởi vậy ông kia ông chỉ mình mới biết. Mình băm tư luôn vậy ha. Để băm băm luôn, còn thôi là nếu mình trồng cây lâu năm thì mình cứ chặt cái chuối mình xẻ làm đôi. Ốp nó. Xẻ làm đôi, lật ngược lại. Đó, rồi nó ăn rễ lên nó giữ ẩm là không có cỏ. Đi tới đâu là đậy tới đâu là cỏ hết lên hết nổi nè. Tại vì hết nổi. Chỗ đó nó không có lên được. Nó dày quá rồi. Thì tính ra là bắt đầu trồng tới tháng thứ 6 là một công đất là mình hái 20 kg. Thật ra là tới cái tháng thứ 5 thôi. Ừ, thứ 5. Thứ 5 thôi là theo như em ở đây em trồng là nó đã được rồi đó, có nghĩa là tháng thứ 5 bò giống vậy là được rồi đó. Nhưng mà bây giờ là cây mình đang sung, mà theo thường lệ là tháng thứ 8 lên sẽ đều. Mà tới tháng 8 nếu như tháng thứ 8 thì anh hái tầm một công đất này tầm rộ á. Cả 5 mấy kg. Đều. Rồi khi mà ăn bông xong nó đổ ngưng xuống, bắt đầu là anh một cử hái một ngày của anh á, trung bình một ngày của anh hái là cỡ 10 kg. Nhiều chèo rồi lá quá trời, nó đâm kinh khủng luôn mà. Nhưng mà tới đó cái hái của anh á, nó khác nha. Hái cho em lại đó. Hái sát tay, còn không sát tay không được. Không sát tay nổi, hái không kịp. Hái tới đó là hái xiết luôn. Thôi mấy người hái bông ngày nào cũng ấy. Nó vàng tính ra có công đất không? Công đất là hái trung bình 20 kg. Nó cử hái 20 kg. Mà vậy người ta mình nói vậy người ta nói mình đi dốc. Nó làm dữ vậy? Bây giờ có nó hơn đó. Hơn đó mà nó thật sự là anh hái nếu mà gom lại hết nếu mà căng tầm 27 8 kg đó. 8 7 kg. Tại mình chỉ hái sát tay mà.
cái video clip của anh nói là em nghe rồi, em xem rồi, là có nghĩa là anh nói là anh đã trừ hao hết cho người ta rồi đó. Trừ hao, mình nói mình trừ hao chứ không phải mình nói có, đây. Có nhiều người là người ta nghĩ ít hay nhiều không biết, nhưng mà cái đó anh nói là trừ hao ở đây, thực tế em hái biết nó nói được đó. Mình hái mình trừ hao mình hậu chứ không mình không có tính mà. Cái dạng bên này nè là nó ngắn hơn bên này nè. Nó ngắn hơn đó ha. Ngắn hơn. Là cứ một đợt hái như vậy của em là nó tầm từ 12 kg cho tới 15 kg. Là có nghĩa là từ tính từ lúc mà được 5 tháng đó nha. Là anh chỉ tính có 10 kg thôi là anh đã trừ hao ra từ 2 tới 5 kg của người ta rồi. Bên này là nó trồng sao nè. Nhưng mà nó bây giờ là nó cũng không thui thằng bên này hết trơn á. Nhưng mà nó chắc